Thân dạ quý vị, một tuần qua mau quá, sáng nay ngủ dậy trời đẹp quá, trời không nắng lớn, trời không mưa to, chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ thương. Nhìn ra đẹp ơi là đẹp. Ok, ngủ dậy, ô, oh, mình còn sống, mình còn khỏe hả? Cảm ơn trời Phật đã cho mình một ngày mới, mình đã enjoy cuộc đời và có cơ hội để giúp đời giúp người. Nhưng mà đó, sức khỏe mình là trước cao cái đầu Ớ, máu chảy lên đầu tốt quá xoa ừ, so mặt à, da dày tốt quá xoa à, so trán ú đang rất là tốt wow. bấm huyệt ừ, tốt ghê đây tốt quá ok ngay răng tóc tóc ok xong rồi xoa so cổ bớt stock bớt stock sao cổ bớt stock bớt stock xoa nó tăng cường sinh lực tăng cường sinh lực kệ okay, so ngực mm, khỏe quá à, quá khỏe so, đầu gối mm, tốt quá tốt okay, quá stretch mm, 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 mm. hít vào tâm thẳng lặng thở ra mỉm mỉm cười an trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời ok rồi xong lúc bây giờ mình bước xuống giường ra đánh răng nữa mà ghi nhớ nha cái giường đừng cao quá vừa bước chân xuống đụng liền ok rồi từ từ ra nhìn trong gương cười một ngày mới cho mình được sức khỏe có cơ hội để sống để giúp đỡ giúp người đẹp quá có thể không xin cảm ơn một lần nữa ok xong bây giờ mình rảnh thì mình ra nếu mình đã về hưu rồi không gì gấp gáp ra uống trà trước ăn điểm tâm rồi thông thả đi bắt bộ ra vườn chơi tập thể thao meditation tập tai chi trong đời của mình á mình thấy cuộc đời từ khi mình sẽ trẻ lớn lên đi làm lo cho công danh sự nghiệp kế okay. tới nơi sau này có con có cái lại lo cho con lo cho cái xong rồi tới cháu rồi lo cho cháu tới bây giờ mình phải hưởng chứ ok phải hưởng thì mình phải biết thế tuổi lớn rồi tiền bạc mình cũng có cũng khá nhiều rồi nhớ nhưng mà quý vị nhớ nha mình phải giữ một số để mình tiêu ok, đừng có nhờ vả hết ok nhà cửa nếu mà nhiều quá cho bớt đi giữ lại cái nhà ở thôi nhưng đừng bao giờ cho cái nhà mình đang ở dù có thể nói ô thôi cho con vợ nhưng mà đứng tên vẫn là mình ok mình có nhiều tiền mình làm cái di chúc để cho đứa nào đứa nào cái gì đó và cái nhà này đó đừng cho trong khi mình còn sống di chúc mình đi mình chia thế ai còn nếu nhiều nhà chia bớt cho mấy con cho nó sướng nhiều tiền chia bớt đi nhưng mà phải giữ số tiền để mình enjoy cuộc đời nhớ như vậy không ai thương mình bằng mình hết cái nhà mình đang ở nếu con cái cần vô ở cho ở chung cũng được nhưng mà nhớ là đừng bao giờ cho ai hết để trong giấy tờ thôi khi nào đi rồi tuổi lớn tuổi rồi đó mình phải enjoy enjoy thì sao ăn uống thích gì ăn ấy tuổi lớn rồi mình có giờ mà ăn đâu có sức mạnh ăn hồi xưa thích gì ăn đấy đừng cần kiên cử nữa trừ khi mình bị suy thận hay là bị bệnh nặng quá thì ok phải theo lời khuyên bác sĩ còn nếu không cứ ăn đi nhưng bớt đường bớt mỡ bớt mặn là đủ rồi ok ăn vẫn ngon như thường nhưng mà bớt mấy cái đó thôi rồi tuổi lớn tuổi đó, cao niên cần quan trọng nhất là sức khỏe sức khỏe là vàng mà mà không phải là vàng đâu sức khỏe là tất cả tới khi mình bị một cái chị cúm, là bị mệt ở nhà mà thấy nhức đầu tay chân uể oải mình chỉ nói oh, cho tôi tôi cho bớt bớt tiền tôi khỏe lại là tôi cho liền tôi nhớ như vậy đây <laughs> thành đó sức khỏe là quan trọng ngoài cái ăn uống rồi vì người ta nói là you are what you eat tức là mình nói ăn gì là mình người đó khỏe không là tùy theo căn luôn. bây giờ nữa là lifestyle tập thể thao tập như hồi nói vậy đó tập tai chi đi bắt bộ đi gym đi bơi ngồi ra cuzi vân vân những cái đó còn không nếu không ở nhà tập cũng được hay biết bắt bộ xung quanh nhà nhớ nhưng mà bớt nếu mà uống rượu ok enjoy đi đừng có uống nhiều quá thôi một tối một ly rượu vang ly rượu đỏ khỏe đâu có sao uống bia một ngày long đâu có sao ok hút thuốc oh. cái đó nên tránh ok nếu mà ghi quá bỏ không được ngày uống hút một hai điếu cũng sao ok <laughs> đừng uống ngày một bao thôi nha ok rồi. thì tóm lại đó mình enjoy đi chỉ biết gìn giữ và bớt lại nhưng mình enjoy rồi đi đứng còn được ngon lành đi chơi sợ gì ok đi chơi đi du lịch nếu mà đi mà tốt thì có bạn có bè không mình đi hai vợ chồng con gái đi cũng được vậy hồi xưa đó bị trước covid thì đi crew rất tốt bây giờ cũng hơi ngại nhưng mà cũng bây giờ dịch nó từ từ bớt đi đi crew thì nó có khỏe kiếm bạn bè con cái ngồi nó cả một mấy ngàn tuần ăn uống thoải mái đi chơi rồi ra nhìn trời mây nước ngắm trăng ngắm cảnh rồi vậy rất là tốt ok mà cái cái giá vé nó có sẵn rồi mình chỉ mua một lần đó là mình là mình biết đi tốn bao nhiêu rồi mình đâu có lo ok rồi đi du lịch nếu du lịch thì tốt nếu bây giờ đó mình ngại thì mình đi lái xe đi du lịch không sao hết mình đi biển này đi núi này ở chỗ đó thoáng khí enjoy đừng ở trong nhà ở nhà không có tốt rồi và tuổi lớn tuổi cao niên cần phải có bạn bè ok mình có thể kêu điện thoại FaceTime Messenger video vân vân ok và nếu có dịp ngồi nhau một tuần đánh mà trượt hay là chơi chơi tứ sắc hay chơi gì đó gặp nhau cho vui ha ở nhà buồn lắm còn nếu mà kẹt lắm thì kêu điện thoại với nhau ok rồi mình cũng ráng đi chùa đi nhà thờ vân vân thì gặp người này kia cho vui nếu mà cẩn thận thì mình mình đã chết ngừa rồi mình đeo mask rồi đối với sợ ok rồi nhưng mà quan trọng nhất là về hậu sự hậu sự đó là mình phải có một tờ giấy advance directive tất nhiên là khi mà mình bị nặng rồi mình có muốn mấy thở mình có muốn vô bệnh viện hay không hay là mình muốn hospice, nằm nằm ở nhà có vợ chồng con gái sẵn sóc ok mình viết rõ ràng và khi mình không có quyết định được mình đề nghị ai sẽ là người nắm quyết định cho mình thì trong Adventure Healthcare đó nó có để đầy đủ hết ok thì gần đây tôi có một bờ người quen đó thì khi mà họ bệnh nặng rồi đó họ muốn ở nhà thôi rồi có Advanced họ ở nhà nhiều khi thì cuối cùng bà ta chết ở nhà rất là vui vẻ con cái bên canh thứ hai nữa là cần đi khám bởi vì khi mà chết rồi đó, cần phải có death certificate nếu mình chết ở à, vô nguyện chết à, thì dễ. Còn ở nhà mình chết thì họ sẽ hỏi là bà đi khám, ông đi khám bác sĩ lần nào, cách đây bao lâu. Nếu mà cả mấy năm chưa đi khám thì họ rất là mệt vì không biết cái chết vì gì. Còn nếu mà cứ 3 tháng, 6 tháng khám một lần bác sĩ hội chứng à tôi biết bệnh này, bà này lâu này, tốt. Rồi nữa là khi chết rồi đó thì mình chôn hay là mình thiêu thì cái đó cũng phải biết ra. Và theo nghi thức tôn giáo nào. Tôi có một người quen chết người con trưởng là thiên chúa giáo người con thứ nhì là phật giáo hai người con chót là tin lành nhưng mà may là bà này phật giáo thì bà có viết nói là khi chết rồi thì đem tôi thiêu và theo phật giáo và sau đó đem cho giải ra biển vì bà viết giấy đến mực đen thành con cái không có cải được nhưng mà khi làm ở chùa thì mấy người con mà thiên chúa giáo với tên lành họ không thích lắm nhưng mà thôi bà mẹ nó nói vậy rồi thì đâu có được thành mình nhớ là mình phải lo hậu sự viết rõ ràng và để tránh vấn đề mà khi mình chết ở nhà mà không có death certificate thì mình ráng đi bác sĩ mỗi 3 tới 6 tháng và bây giờ có hay nhiều khi không đưa được thì mình kêu bác sĩ video hay là face time thì bác sĩ cũng có thể khám được và nói ô Cách đây 3 tháng tôi đã có thấy bài này vẫn còn sống mà khỏe Cách đây 6 tháng tôi thấy Chứ còn đừng để mình sợ mà không đi cả năm Thì khi bác sĩ họ ngại Họ không dám chứng để kết nếu mình chết ở nhà Ok Thành tóm lại mình Lo hết mọi chuyện rồi bây giờ chỉ enjoy thôi Ok Đi chơi Ăn uống Thoải mái Và khi mà Tới tới lúc mình đi Thì cầu nguyện đi cho thâm thả và đi cho yên lành Nhắm mắt ngủ đi luôn Ok rồi tới đây đèn chớp chớp chúng ta sẽ trở lại sau phần quảng cáo và thương mại.